Và cũng để mở đầu chương trình giỗ tổ hôm nay, thì Hải Long gửi đến tất cả cô bác và các anh chị một sáng tác, một lớp 5i Kiếp Tầm của soạn giả Lam Tuyền sẽ viết để cho Hải Long cúng tổ ngày hôm nay. Trọn đời khắc cốt ghi tâm, gian nan là nợ kiếp tầm phải mang. Thôi thì đừng trách đừng than, trời cao đã định dương mang thế rồi. Con tầm tới thác vẫn còn dương tơ, dắt mau trong tim chỉ có một lớp năm ai kiếp tầm. Xin chân thành cảm ơn. Vì thầy xin mời học trò thầy đi Kiều Yến đi. Đây, cảm ơn. Rồi.